Xin chào tất cả các bạn khán giả của chương trình Inside Sharing. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày đầu tiên mà chúng tôi trở về lại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm qua đi đường từ Đà Nẵng đi vào thành phố Hồ Chí Minh kẹt xe, vô cùng kẹt xe từ đoạn Quy Nhơn qua đoạn Nha Trang qua đoạn Phan Thiết qua tới thành phố Hồ Chí Minh luôn. Kẹt rất là kẹt luôn. Cho nên là sáng nay dậy hơi trễ, và theo cái thông lệ thì cứ mỗi ngày tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một cái câu nói trong cái cuốn 8789 cái câu nói ngẫu nhiên này. Thì các bạn mà theo dõi cái kênh của tôi thì biết rồi đó, tức là cái cách này là tôi sử dụng từ năm 2009 đến bây giờ là đã 15 năm. Nó cực kỳ hiệu quả với tôi cho một số cái lý do như sau. Thứ nhất là tôi bắt mình mỗi ngày phải bắt đầu cái ngày mới bằng cách suy nghĩ. Đó. Vì ngày xưa là ông bà tôi hay nói là nếu như chúng ta bắt đầu ngày mới đúng cách thì cái ngày của chúng ta nó sẽ tốt đẹp và thường nó sẽ kết thúc đúng cách. Đó. Cho nên tôi chọn cái cách là bắt đầu ngày mới bằng cái việc suy nghĩ, bởi vì tôi biết là cái việc suy nghĩ nó quan trọng, nhưng mà chúng ta rất là lười trong cái việc mà mình bỏ thời gian để làm điều đó, đúng không? Cho nên đó là cách tôi chọn từ 2009 đến bây giờ. Cái thứ hai là cái sự ngẫu nhiên, tại vì trong này rất là nhiều cái câu khác nhau, cho nên chúng ta không bao giờ biết được cái câu nói mà chúng ta nhận được ở ngày hôm nay đó là cái gì, cho nên có cái sự ngẫu hứng của nó. Cho nên vừa suy nghĩ vừa là cái câu chuyện ngẫu hứng, cho nên là nó bắt mình phải suy nghĩ liên quan như thế nào đến cuộc đời mình cho cái câu nói đó. Cái thứ ba cũng không kém phần quan trọng là trong mỗi ngày nó có bao nhiêu chuyện nó xảy ra. Và mỗi chuyện nó xảy ra nó nằm ngoài cái tiên lượng của tôi và bạn, nó dễ nhầm làm cho chúng ta bị mất kiểm soát cái cảm xúc của mình, bị bực bội, dễ nóng giận, dễ khó chịu, dễ thế này dễ thế kia, rất nhiều thứ, đúng không? Cho nên khi nó xảy ra thì chúng ta sẽ nhớ về cái câu nói đó, nó trở thành cái kim chỉ nam của tôi để tôi sẽ suy nghĩ là ok, với cái việc nó xảy ra như vậy tôi cần làm cái gì để thay đổi, tôi cần chỉnh sửa cái gì, tôi cần đưa ra quyết định ra làm sao đó. Và khi mình có một khoảng thời gian nguội lại rồi thì quyết định của mình nó sẽ thấu đáo hơn nữa các bạn. Cho nên hôm nay chúng ta cùng nhau mua sẽ xem câu nói gì nha. Ok. Character matters more than reputation. Reputation là cái tiếng tăm. Còn character nghĩa là cái tính, là cái tố chất, cái cá tính của bạn. Cái con người bạn như thế nào so với cái tên tuổi của bạn ấy. Thì cái character nó quan trọng hơn, important. Character matters more than reputation. Character matters more than reputation, nghĩa là cái cá tính của bạn ấy, nó sẽ quan trọng hơn cái là cái tên tuổi của bạn. Bởi vì cái cá tính nó sẽ tạo ra cái tên tuổi, nhưng cái tên tuổi nó không tạo ra cái cá tính của bạn được. Ví dụ ngày xưa bạn là một đứa học giỏi, đó là reputation, bạn có cái tên tuổi là lớp trưởng, lớp phó gì đó, ngày xưa học giỏi, đúng không? Nhưng mà không có nghĩa là sau này bạn cũng sẽ học giỏi, không có nghĩa là bạn sẽ thành công, không có nghĩa là cái gì hết. Nhưng mà khi bạn giữ được cái cá tính của bạn là một con người chính trực, là một con người nghiêm túc, là một người kỷ luật, là một con người thân ái hòa hảo với mọi người, thì cái cá tính đó nó sẽ đi theo bạn cả một cuộc đời, nó tạo ra cái reputation, là cái tên tuổi của bạn, nó gắn liền với bạn, bởi vì cái đó nó đến từ bên trong mà, đến từ bên trong của bạn. Reputation là cái sự ghi nhận của người ta, cái tên tuổi của bạn là do người khác ghi nhận, nên là bên ngoài. Cho nên á, bên ngoài hôm qua họ có thể ghi nhận bạn như vậy, nhưng mà nếu mà bạn không giữ được cái reputation, là giữ được cái hình ảnh như vậy, thì ngày mai bạn sẽ biến mất. Tên tuổi này sẽ biến mất, nhưng cái cá tính của bạn nếu mà bạn giữ được, và bởi vì nó là cá tính, cái bản ngã của bạn nó đến từ bên trong mà, cho nên nó sẽ theo bạn suốt đời, thì cái tên tuổi của bạn nó sẽ được gắn liền với cái cá tính đó. Ok, cho nên nếu như bạn có những cái điểm gì mạnh mà có thể biến bạn trở thành để người khác nhớ về bạn, nhớ về bạn cho những cái tính cách như vậy, cho những cái riêng, cái nét riêng của bạn á, đừng bao giờ để người khác làm mất cái đó của bạn, đừng bao giờ để nó bị phai mờ, bởi vì cái cá tính luôn luôn là cái thứ đặc biệt đặc trưng của riêng bạn. Vậy nha, tạm biệt các bạn.